nhúc nhắc thôi Tuấn ạ. Nói chung là kiếm búa rau búa của là cứ lên đường thôi, làm nhiệm vụ thôi. Cứ anh em ủng hộ mà cứ cho được gói mì là ta hành trình. Xu đầu tiên lấy đồ này bay đây. Lấy cái nắp cô bắt xu vào đây, cô bắt xu rút đầu tiên nhá. Coi họ ấy không, có đè không, để phát nó luôn à, êm như êm như xe hơi, xe nó êm như xe hơi không mắt xù.
Komatsu nổ êm như xe hơi. Nó làm đây này anh Cường ơi. Rồi. Nhặt cái bạc vô kìa. Sáu chút cabin thôi. Nghe ơi, bảo đổi nhớt vào. Lấy ít nhớt đổ thủy lực vào đi. Đổ em mẹ như xe hơi. Đài 60.9 nha. Đang rút trong công ra.
Rồi, giả xuống an toàn. Điện nó còn là một dê không ạ? Nào.